Hello xin các bạn, lại mình đây, KKK. Các bạn hỏi tại sao mình lại thay đổi nón, tại vì ở bên Mỹ này á đang còn dịch corona rất là nhiều, không như ở Việt Nam là ngăn chặn hết tất cả, nên mình chưa đi cắt tóc. Mà không làm quan nữa, hôm nay mình có được một con Raristan đầu tiên trong cuộc đời mình. Và đây không phải là mình mua, đây là của anh Hiếu Trần tặng cho mình. Đây là con Raristan đầu tiên của mình, Vegeta. Đây là của Dragon Ball Z. Cái gì ta? Raristan Zero gì? Narrow Vegeta. Đó. Đọc nghe bằng bằng sao nhỉ? Nó dòng bằng sai mà không quan trọng. Nói chung á là em cảm ơn anh Hiếu Trần rất là nhiều, và kênh ảnh sẽ để ở đây ở đâu đó, các bạn qua bên bển subscribe cho ảnh và like cho ảnh cho video này nhá. Và let's go. Gì vậy? Ơi Phan KK, hôm nay mày có gì quay hả? Ủa hôm nay tao quay đó là sao? Muốn gì? Kiếm gì? Quay cũng miếng mấy ngày. Phan KK, hôm nay cho tao quay chung được không? Tao quay đó là sao? Muốn gì? Kiếm gì? Ủa mà mày vô đây quay gì? Mày có biết quay gì không? Ủa lúc cùng mày có cho tao làm việc không vậy? Tao đang quay cho mọi người coi mà, mày làm gì mày vô đây vậy? Nhưng mà không? Ủa mày làm gì căng vậy? Hỏi quay tí thôi, làm gì căng vậy? Không quay được thôi. Ủa mà anh có còn gì mới vậy? Ủa nãy giờ mày có bị điếc không vậy? Nãy giờ trong phòng là nãy giờ tao la nhưng khùng á là tao nói á là hôm nay anh Hiếu Trần á tặng tao con figure này nè. Mày thấy không? Con figure này nè. Rồi đây nè, Vegeta, nãy giờ nói mà không nghe. Thằng điếc bệnh hoạn. Cho tao quay không? Ủa mà anh ngộ ghê á, em bệnh gì? Thì nãy giờ em ở ngoài em đang nói chuyện với bạn, thì em không nghe anh nói chuyện khùng ba xàm ba láp, hôm nay ngồi nói chuyện mình. Mày không hớt được tao con trai, tôi bi không tình yêu. Ủa mà con nói nhìn đẹp quá vậy? Anh cho em được không? Anh giúp chừng cho anh thì anh cho em đi, sao đâu? Tình anh em trước giờ mấy anh em của mình cho nó đi. Sao đâu, ngại gì? Nước ngó tầm nhiêu. Ủa? Chứ mày nói không có bao nhiêu á thì mày cứ mua đi. Ủa mày ngộ ghê á. Ủa mày nói không bao nhiêu tiền thì mày mua đi. Ủa đồ anh Hiếu Trần tặng tao mất gì tao cho mày. Ủa mày anh em trong nhà tao phải đưa cho mày hết tân giận tân trên đầu trên cổ xuống chân mày luôn hả? Nice. Hả? Ủa vừa thôi chứ. Đồ anh Hiếu Trần tặng tao, anh mến tao, anh tặng cho tao. Thích thì mày hỏi ảnh đi, mắc gì gọi tao hỏi tao. Mày thích á, sinh nhật mày tao tặng con khác, con này của ảnh. Ok, cho tao quay nha. Giỡn mặt tao chém á. Thôi được rồi, anh quay tiếp đi, em muốn nhóm làm gì nữa đâu. Thôi anh đi nha, anh cứ giữ đi, chừng là sinh nhật em thì tặng con mới. Ha, em không giỡn ở đâu, mất công anh tuyển cái nơi bàn thờ nữa. Thôi anh đi nha. Oh my god! Wow! Oh my god! What? Hey, my what? Why are you crying? Mà tại sao anh Hiếu Trần tặng anh vậy? Trời ơi, tao tưởng mày đóng cửa xong á, làm mày đi rồi. Cuối cùng mày còn quay lại, sao mày nhây quá vậy? Hả? Thiện tai A Di Đà Phật.
Và thằng em của tôi chắc sẽ không giờ lên một cái clip nào nữa đâu. Thôi, mình giỡn đủ rồi. Mình sẽ đi nhanh thôi. Review thế nào? Hey hey, what's up các bạn? Và em Vegeta Ravistan này chúng ta đã có một cái thân và một cái đầu. Nó không phải là nguyên khối nha. Và nó sẽ có một cái tay để đo sức mạnh, kiểm tra sức mạnh của người khác. Và đây là một cái spray. Mà mình sao không cần thiết cái này, tại vì mình thấy dòng Ravistan á, mình thấy nó khá là đứng dẫn thấy không? Mình lắc như vậy á mà nó cũng không gớt nữa. Đó. Nó chỉ lắc qua lắc lại thôi, nó cũng không gớt. Tại vì gắn vô nhìn rất là mất thẩm mỹ. Từ từ để mình gắn vô cái đầu cho các bạn coi. Đó. Nếu mà để vậy nhìn rất là mất thẩm mỹ. Đó các bạn thấy không? Để vậy nhìn rất là mất thẩm mỹ. Nên mình sẽ tháo nó ra và mình sẽ không để nó nữa. Và nó sẽ có một cái mặt dây như thế này. Mày thấy không? Đó, mình có thể đeo. Không, không có thể đeo nha. Cái này là chỉ có là kiểu cái móc khóa các bạn. Đó. Vì lỡ lên chụp hình cho đẹp thôi. Thường á thì mình sẽ
để nó vô cho mày luôn, kiểu dây chuyền của Vegeta luôn, Vegito. Đó, nếu như các bạn á có 1 triệu á mà mua mấy con figure, mình khuyên các bạn nên mua ngày trước, tại vì mình thấy á con này á rất là đẹp, với lại chi tiết của nó rất là sắc sảo, nó rất là cao với các dòng khác. Raristan á là dòng cao hơn là những cái hãng khác, cao to lực lượng. Các bạn có thể thấy được cái bàn tay nó không? Đó, nó có những cộng gân chỉ á, và mấy này là cơ bắp nè. Khuôn mặt á thì làm rất là thật nha các bạn. Nói chung em này rất là tuyệt vời, nhưng mà hai cái đít của em Vegeta này hơi lép nha, làm phòng phòng gan tí, chắc kiểu này là bị quýnh nhiều quá, bị tác đít nè, bị lép đít, Vegeta lép đít đó. Các bạn có thể thấy được những đôi dài này nó sẽ có làm cụm cộm lên luôn, nó rất là chi tiết đó, những đường bị đánh battle damage đó. Em Vegeta này lúc mà cũng mặc đồ bó nha, đó khoe kiết mà nó nổi mà Bulma, phải một người nhạt nhẽo như Vegeta mà Bulma lấy chỉ nhờ dưới lại thôi, thấy không? Nice. Mặt kiểu này khoe các chị em mà nhìn là khoái rồi. Oh my god. Wow. Oh my. Đó, đường gân tay là hai bên luôn nha các bạn, rất là đẹp. Để mình sẽ lấy em Goku của mình với lại em Vegito ra so sánh nhé. Đây là em Goku Interesting, dòng Ichiban, hãng của Ichiban. Và con này cũng vậy. Đây, em này chỉ có lùn hơn một tí thôi, thấy không các bạn? Em này chỉ lùn hơn một cái đầu thôi. Đó, các bạn có thể thấy là em này rất là cao. Và ba con này đi đứng chung á, nhìn thấy rất là đẹp. Con Goku này á, mình sẽ giới thiệu tập sau nhé. Và cái này thì nó không có đi kèm đâu, cái này thì mình gắn thêm cho nó đẹp thôi. Đó, các bạn thấy bộ ba này ra sao? Rất là đẹp, đi chung rất là đẹp nhé.